Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Được Lâm Vĩ Dạ cưng như cưng trứng, nhan sắc của nàng trợ lý làm cộng đồng mạng ngẩn ngơ. Cô nàng Ngân Trang, trợ lý của Lâm Vĩ Dạ, được khen xinh đẹp, chẳng kém idol Hàn Quốc. Các nghệ sĩ luôn có sự hỗ trợ đắc lực từ các quản lý, trợ lý xung quanh, từ công việc đến đời sống. Là một nghệ sĩ đình đám với lượng người hâm mộ cực khủng, Lâm Vĩ Dạ cũng có một cô trợ lý bên cạnh để luôn đồng hành trong những công việc, buổi ghi hình hay chạy show chăm chỉ. Cô nàng ấy không ai khác là Ngân Trang, một nữ sinh xinh xắn. Được biết, Ngân Trang hiện đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Hoa Sen. Trước khi về Việt Nam, Ngân Trang có cơ hội học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. Bên cạnh việc học ở trường, Ngân Trang còn là trợ lý của diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Công việc này không những đem đến cho cô nàng nguồn thu nhập ổn định, mà còn là những trải nghiệm vô giá khiến Trang không thể nào quên. Vốn từng sinh sống và học tập tại Hàn Quốc nên Trang có ngoại hình chuẩn mực như các nữ idol đình đám, nước da trắng mịn, đôi môi duyên dáng cùng nụ cười ngọt ngào, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Ngoại hình nổi bật cũng là một trong những yếu tố giúp cô dễ dàng hơn trong mọi công việc, nhất là trợ lý tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ đình đám. Mỗi lần đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội hoặc Lâm Vĩ Dạ ưu ái chụp ảnh cùng Trang, cô nàng lại nhận được nhiều khen ngợi về nhan sắc ngọt ngào và trong trẻo của mình. Một số đối tác và người hâm mộ của nữ nghệ sĩ họ Lâm cũng dành những lời có cánh khi nhắc đến cô nàng trợ lý xinh xắn và đáng yêu này. Một số bình luận có cánh như: đến giờ mới biết nhan sắc của cô trợ lý xinh đẹp của Dạ, cả chị cả em đều đẹp tuyệt vời. Hay thậm chí còn có người hâm mộ hài hước bình luận: em cứ nghĩ chị này là con của cô Dạ. Ngân Trang tuy có ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng bù lại làn da và vóc dáng của cô cũng khá chuẩn. Mỗi khi diện váy trẻ vai hờ hững hay bikini nhẹ nhàng cũng đều thu hút được nhiều ánh nhìn của cư dân mạng. Ngân Trang cho biết cô may mắn hơn những bạn đồng nghiệp khác vì được làm việc với một người nghệ sĩ cực kỳ tâm lý và tình cảm, luôn thấu hiểu như Vĩ Dạ. Nữ nghệ sĩ cũng rất cưng Ngân Trang trong những khung ảnh đỏ sắc, nhìn cả hai rất giống hai chị em đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.